Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu ông Đào Kim Ngọc, trưởng ban tổ chức lễ tang thôn Tân Khai, lên thắp hương tưởng niệm cụ. Xin trân trọng kính mời. Thưa gia đình Trang Khuyến, hội người cao tuổi thôn Tân Khai, mừng cụ ngót 100 năm, cụ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Ngờ đâu dây nát cụ năm bệnh, cụ đã được gia đình cùng các tập thể, giáo sư, y bác sĩ tận tâm chăm sóc. Song do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, thời tiết lại thay đổi bất thường nên cụ không qua khỏi. Cụ được chút hơi thở cuối cùng, cụ hưởng thọ 98 tuổi. Được tin này, ban tổ chức lễ tang thôn Tân Khai, hội người cao tuổi thôn Tân Khai có sửa tuần nhang thơm, vòng hoa tươi, chúc được kính viếng hùng hồn cụ sau chia buồn cùng tăng quyến. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Kim Ngọc, trưởng ban tổ chức lễ tang thôn Tân Khai, nên đọc lời nhớ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Gái, kính thưa toàn thể gia đình tang quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cùng toàn thể bà con trong xóm ngoài làng. Cụ Trần Thị Gái sinh năm 1925 tại quê hương Thiện Kiến thân yêu, quê hương của nghĩa nặng, tình sâu, quê hương của truyền thống anh hùng cách mạng luôn luôn đổi mới và phát triển. Thuở thiếu thời, cụ được cha mẹ của cụ nuôi dưỡng, ăn học và lớn lên cùng năm tháng quê hương. Cụ là người siêng năng, chăm học, chăm làm, sớm tự chủ, tự lập, vươn lên trong cuộc sống. Hòa cùng dòng chảy của cuộc sống, cụ đi xây dựng gia đình cùng cụ ông Đào Văn Duẩn. Vợ chồng luôn luôn ý hợp, tâm đồng, hòa thuận, thủy chung sát son, đắp xây cuộc sống tương lai hạnh phúc. 98 năm qua, cụ đã cùng gia đình, xóm làng, quê hương vượt qua biết bao khó khăn, nhọc nhằn, vất vả để vươn lên xây dựng cuộc sống mới, ngày một văn minh hơn, tiến bộ hơn. Đến nay, các con, trai, gái, dâu rể, các cháu, nội, ngoại, các chất của cụ đều đã trưởng thành, từng bước phát triển và có những đóng góp nhất định vào quê hương đất nước để xây dựng quê hương đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Cụ cùng gia đình luôn luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, cùng toàn thể nhân dân chung xây quê hương ngày một văn minh tiến bộ. Hiện cụ là hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi sinh hoạt tại đội 3 thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến. Thời gian gần đây, mặc dù do tuổi cao, sức yếu, song cụ vẫn lạc quan, sống đoàn kết, gắn bó, yêu thương, mẫu mực cho các con, các cháu của cụ noi theo. Cụ thực sự là người công, dung, ngôn, hạnh. Cụ luôn luôn được mọi người tin yêu, quý trọng. Toàn thể làng trên xóm dưới cùng cả quê hương đất nước đang thực sự đổi mới, vươn lên phát triển hạnh phúc. Cả gia đình cụ đang thực sự đầm ấm, an vui, hạnh phúc. Nào có ai ngờ, hồi 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Dần, cụ Trần Thị Gái đã chút hơi thở cuối cùng, từ giã cuối trần, mãi mãi về cõi vĩnh hằng do tuổi cao, sức yếu. Sự mất mát này, nỗi đau buồn này, thật không nói thành lời. Tạo hóa ơi, có nỗi đau buồn nào hơn sự mất mát này không? Cụ Gái ơi, gần 100 năm cụ trụ trên trần thế,
trọn nghĩa, vẹn tình, cao quý, tin yêu. Thế mà giờ đây cụ mãi mãi đi xa, rời xa tất cả thế gian. Thế là từ đây những người con, người cháu, người chất của cụ mãi mãi mất đi người mẹ, người bà, người cụ kính quý yêu thương mẫu mực nhất. Những người thân mãi mãi mất đi người thân yêu nhất. Bao nhiêu tình nghĩa trước sau thôi đành ly biệt. Toàn thể gia đình cụ nghẹn ngào nức nở. Tất cả chúng tôi ưu yến tiếc thương. Cụ gái ơi, cụ mãi đi đâu, để lại nơi đây nỗi thảm sầu, đau buồn, nức nở, buồn tê tái, tiếc thương, lưu luyến phải biệt ly. Ngàn hoa quyện với khói hương, tiếng kèn ly biệt, đau buồn đầy vơi. Thời gian ơi, sao chẳng ngừng trôi, để cho nước mắt thay dòng thời gian. Thôi, hãy để cụ về với Phật, cõi thần tiên vạn vạn thiên thu. Lòng đất mẹ hài hòa êm ái, nơi ấy cụ gái nằm an giấc ngàn thu. Kính chúc toàn thể gia đình tăng quyến, trong lúc mất mát đau buồn như thế này, toàn thể chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau buồn này cùng với gia quyến, và cầu mong gia đình sớm vơi bớt nỗi buồn đau, ổn lại cuộc sống hướng tới tương lai. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Gái, trước ban thờ khói hương bay tỏa và anh linh của cụ, trước lúc tiễn cụ về cõi vĩnh hằng, toàn thể chúng tôi cùng cầu chúc cho hương hồn của cụ mãi mãi được bình an. Để tưởng nhớ cụ, tôi đề nghị toàn thể chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng kính mời một đại diện gia đình. Thưa các ông, các bà, các vị đại diện dân đảng, kính thưa sự chân tình động viên cùng toàn thể anh em chúng cháu được các ông các bà đã dòng lòng bớt chút thời gian để đến đưa mẹ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút này, anh em chúng cháu được xin cảm tạ tới toàn thể các cấp lãnh đạo thôn cùng toàn bộ nội ngoại, họ nội ngoại xa gần, chân thành bằng những tình thương xin trân trọng nhất. Lời cảm ơn chân thành nhất, vâng, trong lúc gia đình đang ra bối rối, nước mắt nghẹn ngào không tránh khỏi kiếm quyết, xin được lượng thứ. Sau khi đưa mẹ cháu được về nơi màu liên mà đẹp, chúng cháu xin tân hành mời toàn thể các cô, các ông, các bà cùng toàn cô nghỉ chú bác gần xa, hàng xóm, để gia đình cháu, để ăn chầu sới đất và động viên cho anh em chú cháu. Một lần nữa, cháu xin được cảm ơn tất cả các cô, các ông, các bà, chính quyền quân và lời đa tạ, xin được cảm ơn. Ông Đào Văn Hồng vào chấp lệnh, mời toàn thể anh em thanh niên vào kính thưa cụ. Thank you.
giờ thiêng liêng đã đến. Tiếng lệnh di quan đã vang lên, làm đau xót lòng người. Thế là từ nay, cụ đã rời xa máy ấm, xa đoàn thể quê hương, xa con cháu họ Mạc nội ngoại, xa các bậc thông gia, liên gia, bạn hữu gần xa, với ngàn thương nỗi nhớ, tiễn người đi bằng cả tấm lòng, nghĩa tình của quê hương. Cỗ xe tang từ từ lăn bánh, đi theo dòng người khăn xô tang trắng trên đầu. Khăn bao nhiêu sợi đau lòng bấy nhiêu, tiễn người về nơi ấy, về với Tây Phương cực lạc. Tiếng kèn, tiếng trống của hai đoàn nhạc thiếu vang lên, hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc vang động cả làng quê, làm rung động lòng người. Tiết tấu trầm hùng cởi mở, thiết tha lưu luyến lắng đọng con tim. Linh xa rước ảnh lung linh, hương trầm khói tỏa cờ tan dập trời. Xe hoa như nói nên lời, tiễn bà về với đất trời quê hương. Sau xe là cả niềm thương nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Lễ tang bà hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi bà đi xa, tình làng nghĩa xóm I'm going to go.
Đại thế. Tài khoản 2022 và con Trần Linh tài